Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng ngày 28 tháng 9, cả nước không có ca nhiễm bệnh mới. Như vậy, đến nay đã bước sang ngày thứ 26, Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện tổng số ca mắc là 1.074 người. Thông tin chi tiết sẽ có trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi.